Gì vậy ông nội? Gì la làng ông sụm gì vậy? Ông khét không à? Chứ bị khùng quá cha. Nó mày đi cha, chứ bị khùng. Đúng đêm. Đi rồi. Mày la gì quậy trời? Ơi! Làm gì vậy? Nó kìa. Này, con mèo. Con mèo cái đầu bự lắm, mèo. Mèo giờ bự quá, xàm hay gì vậy? Thiệt. Nó bự lắm. Nó có cái lưỡi đỏ, cái lưỡi đỏ nữa. Đâu? Không phải gì đâu. Đây nó kìa. Có thấy gì đâu trời. Xàm gì có thấy gì đâu. Mẹ bị cáo gì vậy? Mẹ giỡn, nó chơi mà nó giỡn. Ấy, nó nói thiệt. Vui tính như bà. Có. Nó ngoài miếng rồi. Có ai đâu? Có. Có rồi mà có. Má đó. Có ai đâu chạy. Ôi con kìa. Ai đâu kìa. Ôi đó kìa. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thể nào? Nó kìa. Ôi đó kìa. Làm gì vậy? Tôi có thấy ai đâu.